Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của em. Chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ, đầy sức khỏe để theo đuổi niềm đam mê PCP của mình nhá. Thì hôm nay em lại tiếp tục cái chương trình quay video. Mỗi hôm một video, mỗi hôm một sản phẩm em muốn giới thiệu cho anh em. Thì hôm nay em tiếp tục nhập một lô cành tem 7 màu phục vụ anh em đam mê anh em nhé. Thì như trong cái đợt Tết em bán rất là nhiều loại cái tem 7 màu này. Nhưng mà từ đợt Tết giờ em bây giờ mới giải cái lô này là lô đầu tiên. Anh em nào mà đam mê hay là thích cái loại này thì anh em nhanh tay đặt cho mình lấy một cái, không chuẩn bị hết đấy, bởi vì là Trung Quốc nó vẫn còn cấm biên đấy. Em thì là lái không phải là cũng không phải là lái to, không phải lái nhỏ, nên là bên lái to kia dành giúp được ít, gọi là có cái phần ưu tiên cho em thì em mới được cái chỗ sản phẩm này. Anh em nào muốn sở hữu thì nhanh tay alo cho số điện thoại em đã để trên bìa này anh em nhé. Thì bên em ship thì ship COD rồi, ship bưu điện rồi. Anh em nào mua hàng bên em thì biết rồi. Còn cho em cái comment ở dưới nha anh em nhé. Thì em đi luôn vào cái sản phẩm trong ngày hôm nay em muốn giới thiệu với anh em. Thì đây, em sẽ cho anh em xem khương của nó luôn, tránh cái tình trạng mất thời gian của anh em cho anh em xem cái khương của nó luôn. Em nhờ cái anh quay phim mình dí díu để cho em cái. Đâu đợi tí cam đâu. Đây, anh em nhé. Đây là cái khương của cái cành loại lô tem 7 màu anh em nhé. Em đang bán với giá là 1,4 triệu đến 1,5 triệu anh em nhé. Anh em nào muốn biết thì cứ nhắn tin hoặc là gọi điện thẳng vào cái số điện thoại kia. Em sẽ cho anh em biết cái giá cả của nó cụ thể như nào. Và cái cành này của em đang bán đạn thì là bán đạn 5.5. Bán đạn 5.5. Và bao test cho anh em từ 75 đến 80mm anh em nhé. 75 đến 80mm. Đấy. Thì anh em nào mà xem kênh em rồi thì cũng biết bên kia trong kênh của em rất là nhiều loại lòng, rất là nhiều giá loại lòng anh em nhé. Có 3 loại giá cụ thể, có nghĩa là 1,2 triệu, 1,4 triệu hoặc là 1,8 triệu anh em nhé. Anh em muốn mua loại nào thì alo, tôi muốn mua loại này, tôi muốn mua loại này, thì em sẽ gửi cho anh em loại đấy anh em nhé. Thì tóm tắt vậy thôi, hôm nay em chỉ muốn giới thiệu cho anh em một cái mẫu lòng tem 7 màu này thôi đấy. Thì thôi em cũng xin kết thúc cái video này đây. Mong anh em xem video ủng hộ shop, một like, một đăng ký kênh nhé. Chào và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Chào anh em.